Sáng nay 30 tháng 5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 23, đánh giá kết quả hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6. Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Vũ Văn Cải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đại diện các ban hội đồng nhân dân tỉnh. Trong tháng, Thường trực các ban tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh bám sát chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 dự kiến diễn ra trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 7. Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức phiên họp liên tịch, thống nhất nội dung chương trình. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến thông qua 28 nghị quyết, trong đó có 11 nghị quyết quy phạm pháp luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Công tác tiếp công dân, xử lý, theo dõi, đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng quy định. Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 cùng một số vấn đề khác. Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vũ Xuân Cường đề nghị thường trực các ban tổ đại biểu tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, tổ chức triển khai các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát, đảm bảo kế hoạch công tác tiếp công dân, xử lý theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công kỳ họp thường lệ giữa năm.